Quý vị đang cùng Thanh Huyền đến với tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, trong cuộc sống có rất nhiều ngành nghề công việc khác nhau, từ vất vả đến nhàn hạ, từ phổ thông đến đòi hỏi chất xám, kỹ thuật cao. Và cũng có rất nhiều những công việc độc đáo như là nhổ tóc bạc hay là làm ấm giường ngủ cho thuê người yêu. Công việc nào thì cũng đáng trân trọng nếu như chúng ta kiếm tiền chính đáng bằng sức lao động của mình. Vậy nhưng gần đây ở nước ta xuất hiện một công việc mới có thể mang lại thu nhập lớn, đó là đi khám bệnh. Từ trước tới nay thì chưa từng ai coi đi khám bệnh là một công việc mà chỉ vạn bất đắc dĩ ốm đau bệnh tật thì người ta mới phải tới bệnh viện. Nhưng thực tế thời gian qua, đây đã trở thành công việc thường xuyên của không ít người. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì có người đi khám lấy thuốc tới 308 lần chỉ trong vài tháng và có tới hàng triệu người đi khám nhiều lần trong một tháng. Tại sao lại xuất hiện công việc kiểu này? Làm cách nào một người có thể khám bệnh vài trăm lần mỗi tháng như vậy được? và họ được gì từ đó? Có mặt tại trường quay ngày hôm nay là ông Lê Văn Phúc là phụ trách ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giúp cho chúng ta trả lời câu hỏi này. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay và trước tiên xin mời ông cùng với quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây. Điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Việt Đức gần một tháng, số tiền chữa bệnh lên đến cả trăm triệu đồng. Nhưng may mắn do có bảo hiểm y tế nên ông Thắng chỉ phải chi trả chưa đến 20% số tiền. Cũng giống ông Thắng, hầu hết bệnh nhân nằm viện điều trị đều có thẻ bảo hiểm y tế và được chi trả phần lớn chi phí khám chữa bệnh. Mấy năm nay là tôi bị bệnh kinh niên như thế nhưng mà hàng tháng là vẫn cứ phát đều cho tôi uống thuốc. Cho nên là phải nói là cái bảo hiểm y tế là đem cái mạng sống lại cho cho cá nhân thôi. À, và chính cũng là cái điều mình cái xã hội ta là nhân đạo nhất ở cái chỗ ấy. Thế nhưng không chỉ có người mắc bệnh cần bảo hiểm chi trả mà nhiều người đã lợi dụng những điểm mới trong chính sách thanh toán bảo hiểm y tế để trục lợi. Theo thống kê, từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017, có 3 triệu người tuần nào cũng đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế. Thậm chí có người bệnh đi khám, lấy thuốc tới 308 lần trong vài tháng. Hay như một bệnh nhân ở An Giang, trong quý tư năm 2016 đã đi khám bệnh 160 lần tại 20 bệnh viện khác nhau. Tình trạng này vô hình chung làm thiệt hại quyền lợi của nhiều người tham gia bảo hiểm y tế khác chắc chắn cũng có một số nguyên nhân liên quan đến cái câu chuyện là điều chỉnh giá viện phí nhưng tôi nghĩ là nó chỉ là một khía cạnh nhỏ thôi tôi có thể xem xét nghiên cứu đến vấn đề thông tuyến rồi các cái vấn đề kiểm tra xem quy cho cùng thì tôi cho nó là có vấn đề lạm dụng hay không Thưa ông Lê Văn Phúc là theo như phóng sự vừa rồi và những con số mà chúng tôi có được thì chỉ trong vòng nửa cuối năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2017 thì đã có những trường hợp đi khám bệnh tới hơn 300 lần. Còn nếu mà xét những trường hợp đi khám bệnh từ 100 lần trở lên thì cũng có hàng chục trường hợp. Rõ ràng đây là một điều bất thường và tôi băn khoăn không hiểu là những trường hợp này ở đâu và họ làm cách nào mà có thể đi khám nhiều lần đến như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí là khám ở nhiều nơi. À, dạ vâng à, đúng là qua cái thống kê trên à, cái dữ liệu điện tử của Bộ Y tế Việt Nam thì chúng tôi thấy là có những cái trường hợp như là quý vị cũng đã biết tức là đi khám chữa bệnh rất nhiều lần trong một cái khoảng thời gian ngắn và cái này thì ý, không phải chỉ diễn ra ở một hoặc là hai địa phương mà diễn ra tại một số những địa phương đặc biệt là những nơi mà có cái việc tiếp cận với các cơ sở y tế dễ dàng thì cái này ý, xuất phát từ cái chính sách rất là tốt của nhà nước đó là cho phép thông tuyến khám chữa bệnh tuyến huyện có nghĩa là người đăng ký khám chữa bệnh ở một cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện thì có thể đến bất kỳ một cái bệnh viện tuyến huyện nào trong cả nước đều được khám chữa bệnh rồi được đến các phòng khám đa khoa đến các trạm y tế xã trên cùng với địa bàn tỉnh đó để khám chữa bệnh và chính cái lợi dụng cái chính sách này thì người có thể bảo hiểm y tế đó đã lợi dụng và đi khám chữa bệnh hôm nay thì khám ở cơ sở này ngày mai khám ở cơ sở khác và tạo cái điều kiện cho người ta trục lợi và đây thì chúng tôi cũng có thể nói là đang giả soát, đang yêu cầu các địa phương phải giả soát báo cáo thực trạng về cái việc này thậm chí là phải điều tra đến tận những cái người mà có thể bảo hiểm y tế và chúng tôi cũng chưa loại trừ được cái Loại trừ cái nguyên nhân là có cái sự uh, cấu kết giữa cái người khám bệnh và cái cơ sở khám chữa bệnh. Vâng. Theo như ông nói thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ phải di chuyển rất nhiều và tôi băn khoăn là không hiểu vì sao đi khám bệnh mà những người này có thể kiếm được ra tiền. Uh, rõ ràng là cái việc mà đi khám bệnh thì người ta phải di chuyển nhưng à, như quý vị cũng biết là trong cái bối cảnh hiện nay thì cái việc đi từ cơ sở khám bệnh này đến cơ sở khám bệnh khác thì cũng không có gì gọi là khó khăn lắm, à, sử dụng các phương tiện cá nhân, các phương tiện công cộng. Và à, khi mà đến khám chữa bệnh thì người ta à, thực tế là cũng có thể có bệnh thật. Đấy, để người ta khai ra rồi người ta cũng được làm những cái xét nghiệm, người ta được cấp thuốc và cái việc mà cấp thuốc của họ thì diễn ra có thể lại trùng khớp cơ sở khám chữa bệnh trước cũng cấp thuốc trùng cơ sở khám chữa bệnh sau cũng cấp thuốc trùng dẫn đến cái tình trạng là người ta có thể thu được khá nhiều thuốc trong một cái khoảng thời gian ngắn bởi vì cái cơ sở sau đó người ta cũng không biết là trước đó là cơ sở trước đó đã cấp những cái thuốc gì đã làm những cái xét nghiệm gì và trong cái bối cảnh hiện nay thì cũng có cái tình trạng là một số cơ sở khám chữa bệnh là khi mà có người bệnh là lập tức chỉ định những cái xét nghiệm, à, lập tức chỉ định những cái chẩn đoán hình ảnh và cấp thuốc à, cho người bệnh. À, một cái mục đích nữa cũng là để làm tăng thu cho cơ sở khám chữa bệnh. Vâng, à, xin được hỏi ông là không biết là bảo hiểm xã hội có thống kê được những người này ở đâu, họ đi khám những bệnh gì và bảo hiểm xã hội đã phải chi trả bao nhiêu tiền cho họ hay không? À, chắc chắn là bảo hiểm xã hội chúng tôi là trên cái cổng thông tin điện tử giám định à, vừa đưa vào sử dụng à, từ quý 4 năm 2016 thì chúng tôi thấy là à, chúng tôi đã thống kê cụ thể được những cái trường hợp này. Chúng tôi biết được là bệnh nhân này đã đi khám tại những cơ sở nào, sử dụng những cái loại thuốc gì và đã chi trả hết à, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả hết bao nhiêu tiền và chúng tôi cũng đã có văn bản gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố mà chúng tôi thống kê được đồng thời cũng yêu cầu tất cả các địa phương phải giả soát để mà thống kê ra những cái trường hợp mà đi khám chữa bệnh nhiều để có cái xác minh cụ thể làm rõ cái động cơ mà bệnh nhân đó đi khám chữa bệnh để có những cái hướng xử lý. À, vâng thưa ông Lê Văn Phúc, chúng tôi cũng được biết là phần lớn à, những cái trường hợp này thì họ lại không có bệnh và khi mặc dù vậy thì khi đi khám họ vẫn được bảo hiểm y tế chi trả. À, ví dụ như là trường hợp đi khám 308 lần thì được chi trả tới 47,5 triệu hay là một trường hợp khác là đi khám 154 lần thì cũng được chi trả tới 70 triệu. Vậy thì tại sao lại như vậy ạ? À, có thể nói là những cái trường hợp này cũng không thể khẳng định được là à, họ có bệnh hay là không có bệnh bởi vì cái này cần phải cái sự xác minh về sau thế tuy nhiên thì phải nói là khi mà người ta đến với cơ sở khám chữa bệnh cái việc mà xác định có bệnh hay không chống bệnh thì thuộc trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh và à, xin à, quý vị cũng hiểu cho là cái việc mà trần đoán à, bệnh như thế nào cái việc chỉ định như thế nào thì là trách nhiệm thuộc về cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng sẽ phải giám sát trước khi mà chi trả. Thế thì trên cơ sở là những cái dữ liệu này là nó rơi vào trong quý 4 năm 2016 và quý 4 năm 2016 thì đang được các địa phương thẩm định để thanh toán. Và chúng ta cũng biết là à, như tôi đã nói là một trong những cái nguyên nhân nữa đó là khi mà thực hiện cái thông tuyến khi mà thực hiện cái điều chỉnh giá dịch vụ y tế thì các cơ sở khám chữa bệnh có xu thế là cung cấp nhiều các dịch vụ để mà tăng thu cho cơ sở khám chữa bệnh từ việc tăng thu đó là tăng cái thu nhập cho cán bộ và chúng tôi mặc dù đã có cái sự giám sát rất chặt chẽ nhưng mà khi mà chưa có cái hệ thống giám định điện tử thì rõ ràng là cái việc quản lý giám sát nó cũng gặp rất nhiều khó khăn Vâng, tôi cũng được biết là ở một số tỉnh thành trên cả nước thì có những cái trường hợp là trong một tháng thì à, cái người bệnh đó họ đi khám nhiều lần và họ lấy đến cả 1.000 viên thuốc kháng sinh và có những trường hợp thì họ còn lấy đến 10 viên thuốc ngủ một ngày mà chúng ta biết là không có một bác sĩ nào lại kê cho bệnh nhân uống 10 viên thuốc ngủ một ngày bởi vì chúng ta không được phép uống quá 3 viên. Vậy tại sao lại có những cái trường hợp như thế này ạ? À, vâng, à, như là tôi đã nói, tức là không phải 10 cái viên thuốc kh... à, ngủ đó kê của một cơ sở khám chữa bệnh mà người ta có thể đi nhiều cơ sở khám chữa bệnh à, trong cùng một cái thời gian à, trong ngày hoặc là trong cách ngày thì người ta đến hôm nay đến cơ sở a ngày mai đến cơ sở b ngày kia lại đến cơ sở c và à, cái cơ sở B đó lại không biết A đã cấp gì cơ sở C lại không biết B và A cấp gì cho nên là người ta có thể xảy ra tình trạng là cấp trùng những thuốc ngủ đó bởi vì khi đến cơ sở C thì bệnh nhân vẫn được chẩn đoán, tôi nói ví dụ là đau đầu mất ngủ chẳng hạn thì lại tiếp tục cấp những cái viên thuốc an thần do đó là nếu mà chúng ta thấy là với cái sự cấp trùng như vậy thì nếu tính ra thì người ta sẽ chỉ định là tôi nói ví dụ chẳng hạn 30 viên cấp trong vòng 3 ngày thì rõ ràng là À, chế định là 10 ngày, à, 10 viên một ngày, thì tạo nên cái lý do mà chị vừa nêu. Vâng. Vâng. Xin được hỏi ông là những người mà trục lợi bảo hiểm này thì liệu có bị pháp luật xử lý hay không? Và trong thời gian tới thì chúng ta có cách thức gì để hạn chế bớt tình trạng này? À, rõ ràng là bây giờ cái chế tài xử lý đối với những cái trường hợp mà trục lợi bảo hiểm y tế kiểu dạng như thế này thì. Lại chưa được đưa vào trong cái Nghị định 176 của chính phủ về xử lý Những cái tình trạng vi phạm Trong y tế Thế thì chúng tôi cũng đang kiến nghị Là nếu phát hiện đúng những cái tình trạng này Là có Mà rõ ràng là chúng ta thấy là cái sự Vô lý rồi Thì chúng tôi cũng sẽ có những kiến nghị ví dụ như là À, thu hồi cái thẻ bảo hiểm y tế có thể là không cấp tiếp thẻ bảo hiểm y tế à, cho cái người đó nữa để mà à, chúng ta phải có những cái chế tài để mà đưa ra đây và trong một số trường hợp mà mang tính lạm dụng và đặc biệt là có cái sự cấu kết của người bệnh với cơ sở khám chữa bệnh thì lúc đó chắc chắn là cơ quan cảnh sát sẽ phải những cơ quan chức năng sẽ phải bỏ cuộc để có những cái xử lý thích đáng. Vâng xin cảm ơn ông. Và thưa quý vị với các bệnh nhân đặc biệt là những bệnh nhân nghèo phải điều trị các bệnh mãn tính thì bảo hiểm y tế được coi là bùa hộ mệnh khi mà mức chi trả có thể lên đến 100%. Bởi thế bảo hiểm y tế toàn dân cũng là mục tiêu mà cả nước đang hướng tới. Nhưng lẽ ra khi số người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc ngày càng nhiều, số người nghèo ngày càng giảm dần thì quỹ dự trữ bảo hiểm y tế sẽ tăng lên, người dân sẽ được hưởng chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Thế nhưng thực tế thì hiện nay chất lượng khám chữa bệnh vẫn chưa tạo ra sự thay đổi và quỹ bảo hiểm y tế đang ở tình trạng báo động, thậm chí có nguy cơ vỡ quỹ khi mà số chi hơn số thu. Mà một trong những nguyên nhân là do tình trạng trục lợi như chúng tôi vừa đề cập. Nhưng như một đại biểu Quốc hội từng nói việc đi khám bệnh cũng là một nghề thì lỗi không hẳn tại người dân mà chủ yếu nằm ở khâu quản lý. Vâng một lần nữa cảm ơn ông Lê Văn Phúc với cuộc trao đổi tại trường quay cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình chào buổi tối. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.